Tính quyền Mỹ ban hành luật bảo mật dữ liệu, trong nhiều năm qua, các nhà lập pháp Mỹ đã đấu tranh để thông qua luật bảo mật dữ liệu liên bang và mới đây họ đã có thêm một đồng minh bất ngờ là giám đốc điều hành Apple Tim Cook. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin ABC News, ông Cook cho biết các công ty công nghệ lớn vẫn không cố gắng sửa chữa sai lầm của họ và đã đến lúc chính phủ phải có hành động với ý tưởng là một dự luật bảo mật liên bang, nhưng trong khi nhiều người tập trung vào việc tách các công ty như Facebook thành các thực thể riêng biệt nhỏ hơn, ông cúc cho rằng các nhà quản lý quá tập trung vào hành động chống độc quyền và không tập trung đủ vào quyền riêng tư dữ liệu ông cúc có những phát biểu trên trong bối cảnh các đại gia công nghệ bao gồm apple amazon facebook và google phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra chống độc quyền từ bộ tư pháp mỹ cũng như cơ quan tư pháp các bang các công ty này đang bị cáo buộc có các hoạt động kinh doanh chống cạnh tranh có thể gây tổn thương cho người tiêu dùng ông cúc thừa nhận rằng nếu một trong những công ty bị phát hiện là độc quyền và các nhà quản lý có thể chứng minh rằng họ đã lạm dụng quyền lực độc quyền đó thì việc chia tách có thể là cần thiết. Những lời bình luận trên của ông Cúc được đưa ra chỉ vài ngày. Sau khi Apple khởi công xây dựng một nhà máy mới ở Austin, Texas, có giá trị đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ, trước đó, cũng tại Austin, ông Cúc đã tháp tùng Tổng thống Mỹ chăm thăm một nhà máy sản xuất máy tính của Apple để làm nổi bật chính sách sản xuất tại Mỹ của ông Trump.